làm thầy thì cũng quá non, đúng là làm thầy quá non, so lại là cái tuổi tôi làm thầy quá là non. Thì trong cái non nớt đó nó cũng có những cái tự kiêu, tự đắc, tự cao, tự đại cũng có. Mà ngồi nghĩ lại nhớ mắc cỡ, nếu cái tuổi mình hồi còn trẻ tới bây giờ cái mình ngồi nghĩ lại thấy sao mà nó non nớt sao. Thì lúc đó đại chúng biết đó là tôi đi học, tôi thèm được đi làm giảng sư lắm. Thèm nhất là mua được cái máy ghi âm thế này, không bao giờ có tiền mua nổi. Mà hồi đó chỉ mua cái máy bằng cassette thôi mà rất là hiếm. Cho tới một ngày đó thì có một Phật tử, có người con gửi được cái máy, tôi nhớ máy thế này nè. Từ bên đây về tôi mượn được, tôi quý vô cùng. Cứ rồi đi học, rồi đi ăn, thao học. Hồi đó chỉ mua cái máy cassette mà nó có tiền, mua cái lội nhỏ, nó quấn băng hoài. Thâu. Thì đi học, thâu về về học. Cái bài nào thích mình thâu lại, mình ghi âm lại, mình về bắt mình học, rồi chép ra học. Rồi buổi chiều cứ đi lượm mấy cái hòn sỏi đó, ngồi sắp hàng, sắp có thứ tự. Tưởng tượng là một đoàn Phật tử nghe mình giảng vậy. Không thì đi ra ngoài ao ra muốn, ruộng ra muốn, nó thú in là cái thiện nghè như lọc. Ngồi đó mà cứ nghĩ rằng tất cả các cộng ra muốn đó là thính giả. Lúc đó thì dường như nó giống như là cũng như cái sự Đức Phật ra đời vậy đó. Mình thì mình hưởng cái phước của Phật, giống như là cái sự tinh tấn. Chứ không nghĩ rằng, tôi không bao giờ nghĩ rằng những ngày đó mà để có một cái trí nhớ ngày hôm nay. Rồi từ từ tôi mới ghi âm lại, tôi giảng cho mấy cộng rau muống, mấy hòn sỏi nghe. Rồi tôi ghi âm lại, tôi nghe sao giảng nghe được. Tự dưng tôi thấy tôi nói nghe được mà tôi nói lưu lót. Thì ngày nào ở sau cái chùa Linh Quang đó, cũng tôi có dựng cái tấm bảng đó. Ngày nào tôi cũng ghi một cái bài kệ tôi học. Thì trước khi đi học đó là tôi ghi cái bài kệ tôi để đó. Đi học, đạp thì đạp về như quẹo vô thì vô tấm bảng nó nhớ cái bài kệ nó là thuộc. Đó là cái sự kiên nhẫn của tôi, kiên định của tôi là như vậy thuộc. Thì trong cái địa phương đó có cô Tâm Lành. Cô này làm nghề bán bắp hành. Mà cô thì lại có cái người mẹ đó thì gọi là bán trời không mời thiên lôi. Hãy chỗ nào mà có bánh tứ sắc là có bà, có đổ cá ngựa là có bà, có mà chửi lộn là có bà, khui hụi là có bà. Coi như là cô Tâm Lành này cũng có bà mẹ đặc biệt vậy đó. Chồng thì đổ chúa. Vậy mà cô chịu đựng mấy chục năm trời mà quyển chuyển coi như là cô này đặc biệt. Thì cứ mỗi buổi sáng như vậy thì 2 giờ là cô dậy, cô nấu bắp hầm. Và cô xay đậu nành, cô làm sữa, cô đi bỏ mối, cô đi bán thì nó thành bắp hầm nữa. Nhưng mà thật ra cái tha bắp hầm đó nó không bao nhiêu tiền hết đó. Nhưng mà nó tạo nên cái hạt gạo cho cái đạo tràng Pháp Hoa của chùa Vạn Đức ở Thủ Đức của Hòa Thượng Thích Tịnh hàng tháng. Dỗ như vậy cô này. Nhưng đặc biệt tôi muốn nhắc nhở cái hình ảnh cô Tâm Lành này là không bao giờ cái người nào nhìn vô biết cô là người phát tâm tu hết. Cô không bao giờ mở miệng ra là tu hết. Mà cô có cái hạnh đặc biệt là ai nói gì cô cũng cười hề hề, cô cũng dạ, cô cũng cười. Nhưng mà sau cái nụ cười đó, cô ẩn nhẫn một cái sự nhẫn nhục đặc biệt. Thì tôi nhớ là cứ sáng thì cô đi cỡ 5 giờ sáng thì cô bắp hôn thì sữa đậu nành hôn. Thì tự nhiên tới cái sau chùa đó là tôi nghe cái tiếng không có rau nữa. Tôi nói, ủa sao cô này kỳ vậy, sao bữa nào cũng nghe bắp hôn mà
rồi rao nhau hối trời mà sao tới chùa không nghe. Thì thật sự là trong lúc đó là mỗi lần cô im lặng như vậy, tới cái nhà sau chùa như vậy là cô đi cái bài kệ. Bữa đó tôi mới đứng trong cửa, chưa mở cửa, tôi nhìn cái cửa lủng một lỗ, tôi nhìn ra cái cô này cô làm cái gì. Thì ai về tới đó thì cô lấy cái sổ của cô ra, cô ghi cái bài kệ. Tình cờ tôi mở cửa ra là cô đẩy cái thao ốc đi, không hay gì kịp hết. Tôi hỏi chứ tâm lành làm cái gì vậy? Cô nói là thật sự ra hổng ra là ngày nào cô cũng ghi một bài đó, đó là con làm tư lương cho riêng con. Mà lúc đó thì tôi biết là có người Phật tử vậy là làm cho tôi có niềm vui rồi. Thì tôi hỏi chứ tâm lành bổ thích những cái bài kệ của chư tổ, những bài kệ sinh tán như Phật, cũng nói vậy con thích lắm. Nhưng mà con có thời giờ, con chỉ có thời giờ đi vậy là thành đã tranh thủ viết vậy là vừa đi vừa học. Rất là tội nghiệp. Cho tới một ngày đó thì cô mới mượn cái cớ là cô nói bây giờ con giúp thầy cái bài kệ này con không hiểu. Cô mượn cái cớ là cô không hiểu, cô mượn tôi phân tích cho cô nghe. Thì tôi mới phân tích cho cô nghe thì cô nói không, thầy nói vậy hay quá thầy. Thôi con thỉnh thầy giảng đi. Rồi cứ mỗi tuần vậy con rủ bạn bè con 5-7 chị em về nghe thầy giảng. Thì coi như là quý vị biết là cái duyên từ đó. Cái duyên từ đó mà từ cuối năm 95, bắt đầu năm 96 là tôi đi giảng. Thì lúc đầu thì tôi nhớ mắc cười lắm. Tôi cứ là cái cuốn Lương Hoàng Sáu là chữ Việt không à, cứ có vậy đó mình lật thì mình viết ra rồi mình đọc mình nói phân tích thêm thôi, mà phân tích ba trời bốn vực đó vậy mà người ta nghe là cũng chịu 7-8 bà đã nghe chịu, và cùng với Phật tử mười mấy người tụng kinh hàng tối đã nghe chịu. Như vậy nó trở thành một cái đạo tràng, và chính tôi là cái người cũng có cái duyên lành để gây dựng phụ giúp cái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa là tụng nguyên một quyển 28 phần. Là cái đạo tràng thời đó là của cụ Thiện Đại, của cô Diệu Hương, của cô Đức Kính. Thì bây giờ thì cô Đức Kính và mấy Phật tử bây giờ đã theo Phật lâu rồi, theo Phật trước khi tôi về Bến Tre. Và cái đạo tràng Pháp Hoa đó nó gầy dựng, nó đẻ ra tới bây giờ mà rất là nhiều đạo tràng cũng rất quá lớn. Thì tôi mới thấy là ngay từ nhỏ như vậy đó, tôi cũng đã có tinh thần lãnh đạo. Mà lãnh đạo đó là lãnh đạo tinh thần Phật giáo. Mà nghĩ vậy lúc đầu đó, nó nhờ cái quyết thuộc như vậy đó mà nó hôn đúc cho tôi. Hôn đúc cho tôi có một cái niềm vui và tôi tinh tấn để tôi làm đạo. Rồi trong khi tôi học ở cái mấy trường, ở trường gọi là trường cấp tiến, ở ngay chỗ cái đường Vũ Tùng ở chợ Bà Chiểu, thì lại suốt cái quá trình mà tôi học cái khi đậu tú tài là tôi làm lớp trưởng. Bởi vì khi học bổ túc á, thì quý vị biết là mấy anh mấy chị đàng hoàng thì đâu có vô bổ túc, toàn là các vị lớn tuổi và nó quýnh lậu không à. Thật ra cô giáo tôi bây giờ mới nói thôi bây giờ em làm lớp trưởng giùm cô đi. Bởi vì em làm lớp trưởng nó thấy cái tướng em lớn con, rồi nó thấy thầy chùa nữa, cho nên nó sợ là có vỏ nó không dám quậy, chứ thôi mấy người nó quậy nó chịu không có nổi. Tôi làm lớp trưởng. Mà tôi nhớ là từ lớp 8, lớp 9, lớp 10, 11, 12 là coi như là cái lớp tôi đứng nhất không. Và tiền thưởng của cái lớp là coi như là khỏi cần mà phải xin bằng học trò thêm. Và trong khi đó thì tôi được ưu tiên là nhờ có công nhờ lớp trưởng mà điểm cũng cao nên là không có tốn tiền học. Thì đó là những cái kỷ niệm đặc biệt. Thành ra hồi nhỏ nó cái gì là khi vào trường Phật học, học cũng vậy đó. À, nếu mà ai mà học trường Phật học mà trung cấp khóa 6
cao đẳng khóa 3 thì đối với tên tôi thì không ai không biết hết. Sự thật thi cử á, thì tôi không bằng ai á, mà về lý luận và thuyết trình thì coi như là tôi lắng hết à. Hồi đó hăng quá, hăng máu. Thành ra nhờ mình mạnh mẽ, nhờ mình lanh lẹ và mình coi như là gọi là bắt phục tùng lúc nhỏ vậy đó, mà giờ nghe nó cũng trở thành cái mình quen đi. Và đặc biệt cái nữa là tôi, cái số tôi là không có dựa thành cậy thế. Từ khi đi tu là thầy tổ tôi thì quê mùa, cha mẹ thì không đồng thuận, nghĩa tôi không có dựa tôi ra, cho nên khi về Sài Gòn thì đưa một vị tôn túc lớn, nhưng mà đòi không có được cái sự đỡ đầu nữa. Được đỡ đầu là đỡ đầu cho giấy tờ đi học thôi, chứ còn không có được ưu tiên cái gì đó. Nhưng mà tôi tự mò mẫm cho tới khi đi giảng mà còn bị ngăn cản. Thì cứ hàng tuần như vậy thì đi học. Thì chiều thứ bảy, trưa thứ bảy học xong rồi quý vị biết là đạp xe đạp từ ở Vĩnh Nghiêm á, ở quận 3, cầu Nguyễn Văn Trỗi đó, mà đạp ra tới bến xe miền Tây, gửi xe đó. Rồi có khi thì phải đi về Mỏ Cày, Bến Tre, có khi thì về tuốt ở Cần Giuộc, Long An, rồi một tháng về một lần tuốt ở Phong Hòa, ở chùa Phong Hòa, ở Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp giảng. Thì quý vị biết là 2-3 giờ chiều mà tôi đi tới 6-7 giờ tối mới tới nơi, là tôi giảng xong là tôi ra xe tôi trở về, thì tôi đón xe là 1-2 giờ sáng là trở về. Như vậy mà nó suốt cái quá trình 4-5 năm liền như vậy, tôi không nản lòng. Cứ kệ mình nghĩ mình, cái số mình thì một con một cốt, đâu có anh em huynh đệ đi tu chung. Rồi mình cũng không có thành thế nữa, được tự ai hết. Mà tôi đi tìm một cái vùng sâu, còn không thì đi rừng Cù Bị, đi rừng Nam Cát Tiên. Đó, như vậy mà hay là Phương Lâm Định Quán. Nó thành ra tôi nghĩ nhớ những cái ngày đó mà bây giờ tôi nhớ là kỷ niệm vô cùng. Tiếc thay là thời đó nó không có quay phim quay ảnh. Ý tôi nói như vậy chứ các Phật tử biết không phải tu khoe, nhưng mà nhờ cái tuổi trẻ mình gọi là siêng năng thì nó làm cho con người mình nó có một cái trí. Chứ nếu mà tòa thời đó mà tôi được tình thương nhiều, tôi được người này người kia nâng đỡ thì tôi không có cái trí tới ngày hôm nay. Cho nên may mắn trong cái bất hạnh thì nó đưa liền cái sự may mắn cho tôi. Rồi cứ chiều chiều vậy thì tôi đi bộ từ bên chùa Linh Quang đã xuống Dường Cao, đi qua tới Bình Mai Tịnh Thất của Hòa Thượng Từ Thông đó. Cứ qua rồi nghe Hòa Thượng đàn, rồi Hòa Thượng nói đạo lý, rồi Hòa Thượng dịch cái gì Hòa Thượng nói tôi nghe. Như vậy mà cái tuổi thời, cái tuổi trẻ đó, nó lọt vô đầu, bây giờ nó không quên. Thế bây giờ thì bắt đầu từ từ tôi thấy nó quên, nhưng mà nói nó quên là tại vì mình có những cái phiền não lo toan gì đó nó quên, nhưng mà về cái bổn giác ở trong nó không quên. Thế thì có những cái như vậy đó. Vì vậy mà tôi thì được chút vậy thôi, được nhờ bất hạnh mà nó mới thành tựu chút một chút. Thành ra cuộc đời mà nó cứ sung sướng quá đó, thì tôi nghĩ nó không có may mắn, nó không có được hạnh phúc. Đó thì đó là tôi nói 4 năm ở Bà Chiểu, xong rồi về Gò Vấp cũng 4 năm, rồi về quận 2 4 năm. Như vậy cuộc đời tôi 12 năm xuống Sài Gòn, mỗi một chùa ở 4 năm. Rồi tới 7 năm về là Bến Tre, rồi giờ 4 năm qua bên này. Thì bữa tuần rồi á, này nói chơi chiều nay nói cho quý vị khai khỏa vui. Tuần rồi thì bên chùa Vạn Hạnh á, làm cái lễ thỉnh cử trụ trì. Thì tôi mới nói vui, tôi nói vậy thì đời tôi 3 lần nó sẽ qua. Lần thứ nhất cái là năm 2007 là chính thức trụ trì cái gọi là tạo tự tổ đình bên sân. Rồi có những cái đời đời tôi nó đặc biệt cái đó. Cái gì mà ai là không được thì để tôi làm. Cái chùa Linh Sơn là 13 ông thầy tăng ni
trải qua mà không làm đồ đề được 13 vị. Từ năm 1958 là hòa thượng cuối cùng đồ đề đó, rồi là coi như là vắng bóng là trải dài cho tới sau năm 75 thì cho tới tôi về là 2005. Như vậy trải qua 13 người mà không có người nào ở được quá 3 tháng đó. Giờ tới cuối cùng cái chùa nó điêu tàn, coi như không còn cái ghế để ngồi ăn cơm, không còn cái ghế để ngồi cái chén để ăn cơm. Mà nó tới đời tôi về thì không ai nói là tôi ở được hết. Mà tôi nói thôi kệ, mình cứ mình làm Phật sự, mình định nghĩ cho mình thì sẽ được. Rồi tôi không nghĩ gì hết, tôi cứ vô tư, tôi nói thôi bây giờ mình làm thì chùa này cũng được cái danh chùa cổ, thì làm, thì cứ mặc tình mà làm, rồi mình ở không được thì người khác ở đó. Tôi nhờ cái tánh vô tư như vậy đó mà tôi thành tựu. Còn khi nào mà cái tâm tôi nó không vô tư, nó tính toán, nó lo to, nó nghĩ ngợi thì dường như tất cả mọi việc nó đều sụp đổ. Thì chỗ này đây là cũng bài học rút kinh nghiệm cho quý Phật tử. Làm Phật sự khi nào mà quý vị sống với cái tâm vô tư á, thì lúc đó mới là đạo. Còn mà làm với cái tâm lo tính, tham vọng, ích kỷ thì hoàn toàn không có gì thành tựu hết. Thì vậy mà cái chùa Tổ Đình Linh Sơn kỳ này đạo hữu thiền sĩ về những gì tôi nói trước cho nó có phải như thật không? Từ năm 1796 mà cho tới đời của bây giờ là của thầy Quảng Tâm đó. Như vậy tôi là vị tổ thứ ba. Tổ thứ nhất là tổ Khai Sơn, là từ ngoài xứ Quảng vào Khai Sơn. Rồi tổ thứ hai là Hòa Thượng Thanh Hương vào năm 1908. Rồi tới đời tôi là thứ ba. Cái như lịch sử ghi lại. Như vậy thì ngồi ngẫm ngẫm lại nó cũng vui. Vui là phải trụ chấp mình việc mình. Nói chứ dầu gì nữa, mình bé trẻ khùng khùng vậy chứ cũng là ông tổ tạo tự. Bởi vì mình ta đã khai sơn tạo tự. Rồi bây giờ được cái mình không nghĩ mà nó được. Nhưng mà được rồi phải buông. Bởi vì người tu mà nếu mình làm cái gì mà được rồi mà mình bám níu nữa thì nó sẽ khổ. Cho nên phải tập buông. Thì như vậy là một lần lên xe hoa. Mà xe hoa lần này giống như một người con gái đầu tiên có gia đình lên xe hoa họp hát, có ngai gọi làm vua, có một ánh, có ngai, có một ánh đàng hoàng. Lần thứ hai tôi được lên xe hoa là tại chùa Huyền Giác này, được làm vua mà không có ngai. Rồi bây giờ tới lần thứ ba, trụ trì chùa Vạn Hạnh ở bên kia, được làm vua, có ngai, mà có một ánh. Bị gì chùa hậu ấy. Thật ra tôi nói là, vậy thì là, tôi bất cười, tôi nói vậy là đây là lần thứ ba. Cái chùa Vạn Hạnh á, từ ngày cất cái chùa Vạn Hạnh vào năm 1983, dạ, tới bây giờ, mà chưa có một vị thầy nào được cái danh từ gọi là trụ đề. Thành ra bây giờ tôi được trụ đề là tôi nói nếu tham danh đó thì thôi trụ đề ngài cũng được danh trụ đề đó, cũng ghi vào lịch sử. Nhưng mà chắc không đến đó là tại. Cho nên nhiều vị nói cái chùa hồi xưa hồi từ năm đó tới giờ không ai ở được quá 3 tháng. Không ai được Phật tử mà mời trụ đề hết á. Mà tôi bây giờ được mời đàng hoàng, có giấy tờ chính thức đàng hoàng, thì bây giờ dù mai mốt có bị là xóa ngôi nữa thì cũng được phải diễn đầu tiên trụ trì, thì đời tôi nghĩ nó hạnh phúc chứ còn gì đâu phải lo, phải không? Cho nên đừng có lo hết á. Giờ dù có chết cái đồng đi nữa, nhưng mà hay là bị ta có xóa ngôi nên cũng là cái năm đó là thầy tài về trụ trì, chứ hồi xưa đâu có thầy nào về trụ trì. Thật ra tôi nghĩ cuộc đời nó vui vậy đó, tất cả những cái nó giả. Thì đã điện vui, thấy thật Phật tử mà đang ngồi gói trái nhỏ mình cũng thấy hạnh phúc. Thì
hạnh phúc cái gì tôi muốn nói. Là tại vì hàng năm ở bển nó làm lễ này lễ kia nấu ăn dữ dằn. Ở bển nó giống như vùng quê vậy, cho nên tất cả các miền hội họp, mà Trung có, Nam có, Bắc có, cho nên lễ gì họ đem đầy hết đó. Nhưng mà đem đầy là rồi ăn là cũng gây cãi ông sùm. Tôi hỏi qua là tôi rút cái kinh nghiệm mà, cho nên kỳ này tôi quyết định làm một món một còn bún mì chả giò. Tôi nghĩ là buổi tối vậy là tiện nhất, mỗi một người một cái hộp bún mì chả giò với chai nước với viên chè xoa nước. Thì dự tính năm nay ở bển là từ 250 cho tới 300 Phật tử, ngày xưa thì 400-500, nhưng mà bây giờ nhiều chùa quá họ chia ra thì còn ít, cho nên dự tính như vậy. Thì bây giờ tu tập trở lại, tôi không giống ngày xưa. Hồi xưa đó mà tôi quyết định một cái gì đó là ai không nghe theo tôi là kể như là tôi bỏ đó. Bây giờ tôi không quyết định đọc tài nữa. Bây giờ càng lúc mình càng chững chạc một chút. Cho nên tôi chỉ đưa ra cái ý như vậy thôi. Nhưng mà tôi nói một câu rất khéo. Tôi rất trân trọng ý của Phật tử. Tôi đưa ra như vậy, góp ý như vậy. Mà nếu thuận tiện thì các vị làm. Không thuận tiện cái gì có lợi hơn thì cứ làm. Thì mỗi người nào đó là phải, bây giờ hồi xưa thì ăn nước, không ăn bún bò, thì ăn phở, rồi ăn chè, ăn cháo đủ thứ hết. Tôi nói thôi được, không sao. Nếu bây giờ hồi xưa giờ vậy thì bây giờ cứ làm như vậy. Nhưng mà tôi cũng căn dặn một điều, hồi xưa không có thầy á, thì quý vị muốn làm sao rồi ấu đá nhau cũng được. Bây giờ có thầy rồi thì tất cả mọi người cũng phải lấy cái tâm, xỉa cái môi lên giùm tôi, là phải cười hết khi người ta tới chùa. Vì tôi có cái hạnh nguyện, cái lời nguyện của tôi là nếu sau này cái chùa nào mà tôi là người trụ trì, lãnh đạo về tinh thần, thì tất cả bá gia, bá tánh, thập phương, tín thí, đà na tới đều phải như nhau hết. Ăn no đủ á. Tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi không thể sanh ra quốc độ nào mà thiếu ăn hết. Tôi có lời nguyện đó, bởi vì tôi cái tướng tôi về tôi sợ đói chứ đâu. Vậy mà kiếp này là tiền bạc không dư giả, chứ bộ đồ ăn và cơm ăn áo mặc là tôi không hề bao giờ tích lũy cho riêng tôi hết. Bởi vì đạo Phật là đạo nhân quả mà, hệ nhân nào thì cái quả đó. Cái nhân mà mình không cho người ta ăn đó, thì kiếp sau mình sẽ đói. Cái nhân mà mình ích kỷ cho riêng mình là kiếm sao mình nghèo thiếu. Vậy mà tôi ví dụ ăn uống là tôi không bao giờ. Đặc biệt hơn nữa đó, là những cái món nào mà ngon dường như tôi không dám ăn một mình. Tôi cứ nghĩ là dân mình còn nghèo, hồi xưa bà con mình ở quê nghèo, có món nào ngon là để cho mấy bà cụ già ăn trước. Bởi vì tôi nghĩ là cứ mấy bà thì chết trước mình. Nhờ những cái suy nghĩ nó dại dột như vậy đó mà đời tôi nó không bao giờ thiếu cơm ăn áo mặc. Bất cứ tôi ở một cái trú xứ nào, một địa phương nào, một ngôi chùa nào, thì lúa thóc, mì, thực phẩm cũng đầy kho hết. Tôi thấy đây là sự thật.